Cuộc sống có nhiều áp lực khiến cho nếp nhăn mỗi ngày một nhiều lên, da sạm và vóc dáng sập sệ không còn phong độ. Nhiều người trông cậy vào mỹ phẩm hay trang phục phụ kiện đắt tiền, nhưng điều này cũng không giúp bạn che đi dấu hiệu của lão hóa. Muốn trẻ lâu và khỏe mạnh, nhiều chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên bỏ rượu và thuốc lá, hạn chế thức khuya, nhưng chừng đó thôi là chưa đủ. Đi ngủ trước 11 giờ tối, uống đủ nước, ăn nhiều trái cây rau quả tươi và ngủ đủ giấc. Nhưng trên hết, theo kinh nghiệm của các chuyên gia đông y, có 3 cách đơn giản bạn nên tham khảo để thực hiện hàng ngày. Một, vận động nhẹ trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, bạn có thể nằm trên giường để làm một số bài tập đơn giản, thư giãn. Điều này tốt cho cả thể chất và tinh thần. Xoa bóp các ngón tay, các vùng khác trên cơ thể, thực hiện động tác dựa chân vào tường trong ít phút. Tùy sức khỏe và thể trạng của bạn, động tác này có tác dụng rất lớn tới các cơ quan nội tạng, giảm đau đầu, huyết áp và làm thon gọn đôi chân. Một động tác khác là nằm ngửa, giơ chân cao 90 độ, sau đó hạ thấp xuống 45 độ, rồi hạ tiếp xuống nữa góc 30 độ so với mặt giường. Mỗi góc giữ khoảng 30 giây đến 1 phút, thậm chí bạn có thể làm nhiều hơn nếu đủ sức, càng lâu tác dụng càng cao. Động tác này có thể giúp bạn rèn luyện các cơ bắp đùi, cơ bụng săn, eo nhỏ, mông và chân săn chắc, thon gọn. 2. Dùng ngón tay làm lược chải đầu. Dùng 10 đầu ngón tay đưa lên đầu làm lược, chải và xoa bóp đầu từ chân mày, trán đến đỉnh đầu. Sau đó chải xuống sau gáy, lần lượt chải từ trán sang hai bên tai, ra phía sau. Các ngón tay xoa bóp với một lực vừa phải, dễ chịu, làm đến khi thấy đầu nóng ran hoặc ngứa thì dừng lại tùy ý. Thực hiện việc massage chải đầu trên toàn vùng đầu khoảng 30 lần lặp lại. Như vậy sẽ cải thiện tuần hoàn máu vùng đầu, giảm căng thẳng mệt mỏi, thư giãn đầu óc hiệu quả tức thì. Khi các tế bào vùng đầu được cung cấp máu và oxy đầy đủ, sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, bảo vệ gốc tóc, nang tóc, loại bỏ sự mệt mỏi của não, giảm stress và các triệu chứng bệnh ở vùng đầu. 3. Ngâm chân vào nước ấm. Bàn chân là điểm xa nhất trên cơ thể tính từ trái tim. Vì thế, chân luôn bị thiệt thòi, dù trách nhiệm gánh đỡ cơ thể đi lại cả ngày vô cùng nặng nhọc và vất vả. Càng xa tim, việc cung cấp máu và oxy không những bị chậm mà còn ít, dẫn đến chân hay bị tê và lạnh, co mạch máu, quá trình cung cấp máu khó khăn, đặc biệt là vào mùa đông. Chân là cửa ngõ của cơ thể, nếu không được cung cấp đủ máu và oxy sẽ dễ gây ra các tác hại lên vùng gan, thận và các cơ quan nội tạng. Vì vậy, trước khi đi ngủ, ngâm chân vào nước ấm để thúc đẩy lưu thông máu, sự trao đổi chất trong cơ thể. Bạn có thể thêm các loại thảo mộc vào trong nước. Bàn chân có nhiều huyệt quan trọng, có thể hấp thụ rất tốt các thành phần thảo dược hoặc tinh dầu trong nước. Kiên trì thực hiện tốt nhất trong vòng 3 cho đến 6 tháng, bạn sẽ bất ngờ với những tác dụng kỳ diệu mà 3 phương pháp đơn giản này mang lại.